Chuyện ma kinh dị với nhan đề Hồn về báo mộng của tác giả trẻ Hà Văn Hồng. Mọi người yêu thích chuyện ma, hãy ấn đăng ký kênh YouTube này, cũng như là ấn theo dõi trang tác giả nha. Thông tin tác giả mình có để trong phần mô tả video. Còn bây giờ, vào câu chuyện thôi. Vào những năm 2000 đổ đi, nước ta đang dần thay đổi từ các cuộc chiến tranh trước đó để lại. Mọi người đang trong giai đoạn hình thành cái mới mẻ, vẫn chưa có cái gì tiên tiến. Các vật dụng đồ cá nhân còn sơ sài hơn, cho đến ngày hôm nay mới hiện đại hơn. Con đường đất vào làng Yên Bình trơn trượt gập ghềnh khó đi. Con đường này đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền, nhưng họ làm ngơ. Vì thế dân làng đã tự góp tiền vào để đổ bê tông cho đường sạch sẽ hơn. Diện tích ngôi làng này khá rộng, khoảng 10 con ao gộp lại. Khí hậu lúc nắng lúc mưa thì ở đâu cũng thế, đều có nắng có mưa. Đó có thể nói là quy luật rồi. Từ đầu làng vào có thể bắt gặp những cánh đồng đang đến mùa gặt. Và để ý hơn, sẽ thấy những sườn đồi mờ mờ ảo ảo ở bên kia con sông. Đi sâu vào thêm độ dăm ba bước đập vào mắt là ngôi nhà được lợp bằng lá cỏ đã sọ sẹo sắp đổ. Đó là nhà ông bà Mạnh Oanh. Ông Mạnh là người chính gốc ở đây, còn bà Oanh là người ở Mạn Thái Bình. Ông Mạnh lấy bà Oanh đã được 20 năm chỉ sinh được một người con tên là Nguyệt. Chẳng hiểu thế nào mà hai người không đẻ thêm nữa. Lý do là bà Oanh đã hết máu, đồng nghĩa với việc không đẻ được nữa. Nguyệt một cô gái rất xinh xắn, vóc dáng thon gọn nở nang trong làng cô khiến bao chàng say đắm cô. Năm nay, cô tròn 18 tuổi, tuổi được cho là đẹp nhất của đời con gái. Nhà thì hoàn cảnh, nhưng ông bà ăn ở rất biết điều với mọi người, không hay khinh bỉ chê một ai. Bởi lẽ mình đã nghèo không dám đi chê ai, trong khi mình đang không bằng người ta. Vốn đã biết thế nên ông bà thường tập trung vào công việc hơn. Công việc của ông bà thường là đi gánh bánh bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố mẹ thì ăn ở hiền lành hay giúp đỡ người khác, mà lại không được đền đáp ngay khi con của ông bà. Nguyệt bị bạn bè dụ dỗ ăn chơi lêu lỏng xuyên đêm và được mọi người nhìn thấy đi đâu về, mặc quần áo hở hang mỗi sáng sớm trên đường làng. Nhiều lần bố mẹ cũng đã nhắc nhở, nhưng cô không nghe và cãi nhem nhèm. Và có những hành động chỉ trò vào mặt ông bà Mạnh Oanh. Với một người con thì không nên như vậy. Hôm nay, như mọi ngày, ông bà đi bán bánh để kiếm tiền. Mỗi người một cánh đi rêu rao khắp nơi. Ai mua bánh đi, bánh rậm, bánh trưng đi. Tiếng rêu rao cũng khiến ông bà nhanh chóng bán được nhiều bánh hơn. Khoảng một lúc khá lâu, hai cái rổ đựng bánh cũng đã hết. Ông bà vui mừng lắm. Đi trên đường về thì bà nói với ông: "Hay mình mua bữa thịt đi." Ông đáp: "Ừ bà mua đi, rất lâu rồi mới được bữa thịt, tôi là tôi cũng thèm lắm nhá." Bà Oanh gật đầu bảo: "Ông về trước đi, tôi vào mua tí về sau." Ông ta nói: "Được rồi." Bóng ông không thấy là lúc bà ghé vào một quán thịt cạnh bên đường. "Bà Mai ơi, bao nhiêu tiền cân thịt thế?" "100.000 bà." "Bà cho tôi 50.000. Bà Mai nói: "50.000 không bán, bà mua thêm đi." Bà Oanh đáp: "Ôi bà ơi, tôi chỉ có đủ từng ấy tiền thôi. Bà làm ơn làm phước bán cho tôi đi." Bà Mai nói cằn nhằn một mình, gặp toàn người đâu đâu. "Thịt thì mua có 50.000, không bỏ. Giá thì sừng sững rồi thế này, có dở miếng thịt cơ không chứ?" Bà Oanh im lặng không nói gì. Một lúc sau trên tay bà xách một túi thịt nhỏ. Nhà ai mà có một bữa thịt cũng gọi là sang trọng rồi. Dạo bước hồi lâu bà mới về đến nhà, chưa bước qua cổng có tiếng nói cất lên: "Bà đi lâu thế hả? Tôi còn bán báo với mấy bà trong làng nên hơi lâu." Ông quát: "Trời ạ, bà không thấy mệt à, mà vẫn còn có sức để nói. Tôi cũng đến lại bà, thôi nhanh chóng vào mà chế biến đi. Còn ăn cơm tôi đói rồi đây này. Chậm trễ nữa là tôi đấm đấy." Ông vừa nói vừa đùa cũng làm cho bà sợ sun cả nết vào. Dứt câu bà vội vã chạy vào rửa chân, rửa tay xong nấu ăn. Hồi lâu một đống thức ăn được bày ra, đĩa thịt chua ngọt vơi đen xì, cùng với đó là đĩa rau khoai luộc và tí muối lạc. Bà gọi con: "Huyền ơi, con đâu rồi?" "Ra ăn cơm." Một tiếng nói trống không từ căn phòng vọng ra. "Rồi ra bây giờ gọi lắm thế, cứ nheo nheo điếc hết cả lỗ nhị." Một lúc sau ba người quay quần bên mâm cơm. Ngồi giữa bàn ăn, bà Oanh cất tiếng: "Con ăn thịt đi, rất lâu rồi con chưa ăn. Con ăn nhiều vào." Nguyệt bất ngờ đưa tay lấy đĩa thịt một mạch đi vào trong phòng ăn, một mình bỏ mặc bố mẹ đang nhìn. Ông Mạnh nói: "Thôi kệ đi bà,
Tôi với bà ăn rau khoai luộc muối lạc đấy cũng được gì. Mình ăn khổ mãi nó quen rồi. Mình nhường cho nó ăn thịt đi. Cũng khá lâu rồi nó mới được ăn mà. Thôi mình nhường phần cho nó đi. Thế là ông bà phải ăn cơm với rau và muối lạc. Nếu ai mà chứng kiến cảnh ấy thì không nỗi xót xa. Nguyệt từ lúc lấy đĩa thịt cô ăn vã hết, không có ăn cùng cơm. Có vẻ như cô vẫn thèm liếm láp cái đĩa thật sạch. Sau đó chạy ra chỉ tay vào ông bà như ra lệnh. Ông bà đi mua cho tôi thịt thêm đi. Chút thịt không bỏ công nhai, nhanh lên không. Ông bà cứ liệu hồn. Ông Mạnh bực tức lên nói. Này con ăn nói với bố mẹ thế hả? Lớn rồi trông nhìn những đứa cùng trăng lứa kia không? Chúng nó thì biết phụ giúp bố mẹ rồi đấy. Đây đằng này con lại chẳng giúp được cái gì. Nguyệt cũng nói. Tôi không thích làm đấy. Ông bà làm gì được tôi? Ông Mạnh định lao vào tát, nhưng bà đã ngăn được và nói với con. Bố mẹ hết tiền rồi, để hôm nào bố mẹ bán bánh được nhiều bố mẹ mua cho nhé. Con Nguyệt ném cái đĩa vào mặt ông bà, giận dỗi bỏ mặc ông bà không nói câu gì đi, vào đóng sầm cửa lại một tiếng kêu rất to. Cái đĩa trúng vào mặt ông Mạnh. Ông tỏ ra rất đau đớn và hỏi. Ông có sao không? Ông trả lời. Tôi không sao đâu, bà đừng lo nữa, dọn mâm xuống rửa đi. Bà kéo cái tay ông ra, có chút máu đang rỉ ra và sắp thành dòng chảy xuống. Bà lấy cái lá của một cây trong vườn nhà, nhai xong dịt vào. Phải mất gần tiếng, ông mới ổn định lại. Lúc ấy bà Oanh bưng mâm cơm để dọn ra đến cửa, bỗng thấy choáng váng ngã đập đầu vào cột nhà, khiến bà bất tỉnh. Ông thấy bà thế, thì chạy ra đỡ hốt hoảng gọi Nguyệt. Nguyệt ơi ra đây xem mẹ thế nào này, nhanh lên. Con Nguyệt thấy thế cũng chạy ra, nó thấy mẹ nó rỉ máu ở đầu, nó không lo lắng gì. Còn nói ra câu này, hai ông bà lại định lừa tôi hả? Không có đâu, bài này tôi gặp suốt rồi. Ông Mạnh quát, nhanh giúp tao nhanh lên con mất dạy. Đích cần nữa mày cút đi. Thấy ông Mạnh nói thế, Nguyệt cười nhếch mép thừng thững rồi đi vào mặc kệ ông. Ông Mạnh phải tự cõng bà Oanh sang ông Quang. Trong gian nhà đã cũ kỹ ở nhà ông Quang, giờ này đã gần sáng rồi, bà Oanh cũng đã tỉnh vẫn còn yếu ớt. Ông nắm tay bà hỏi, bà ăn cháo không tôi ra mua cho bà ăn. Bà bị ra thế này tôi lo lắm. Ông vừa nói vừa đổ nước mắt, cảnh ấy mà người ta nhìn thấy thì chỉ biết khóc cùng thôi. Sau lời lẽ đó, bà nhẹ nhàng gật gật. Ông để bà nằm lại, sau đó chạy ra ngoài. Khoảng một lúc một bát cháo còn bỏng đã có. Nhìn qua chỉ có bóng thịt bóng rau tia tô ở trong tô cháo. Ông vội đỡ bà dậy bưng bát cháo lên thổi bón cho bà ăn. Bà không ăn hết, chỉ được mấy thìa thôi. Bẵng đi sáng hôm sau, bà Oanh có vẻ cũng đã khỏe hơn một chút. Ngồi cạnh bà ông Mạnh ngáp ngủ liên tục. Bà Oanh thấy thế, bập bõm nói. Ông về mà nghỉ đi. Cả tối qua ông thức trắng chăm sóc tôi chắc mệt rồi. Ông cứ kệ. Tôi khác tự chăm sóc được. Ông nói, thế có được không? Tôi vẫn lo cho bà lắm. Nói xong ông thu gom đồ ra về. Về đến nhà trời đã gần tối. Con đường từ nhà ông Quang về cũng rất là xa. Sau vài phút di chuyển nhọc nhằn, đôi chân đã thấm chút mỏi. Giờ này đã về tới ngôi nhà thân quen. Bước vào nhà thấy cửa đóng then cài. Bên trong tối om như mực. Mở cửa ông mò mẫm tìm cái nến để thắp sáng. Mò khắp nơi hồi lâu, ông cũng tìm thấy cái nến sờ thêm được. Cái bật lửa châm vào ánh sáng tỏa ra, khiến ông nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Dân làng thời đó, chỉ có nến mà thắp sáng không có đèn điện hiện đại như bây giờ. Phải nói từ năm 2000 đổ đi đã có điện. Nhưng vì chi phí khó khăn, dân làng đã không kéo được điện về. Cho nên lúc ấy phải nhờ đến sự phát sáng của các dụng cụ thường ngày. Quay lại. Ông tiến về cánh cửa phòng của Nguyệt. Ông nhẹ nhàng hé mở cánh cửa thì thấy Nguyệt đang nằm ngủ trên giường kiểu lòng thòng. Ông Mạnh lắc đầu, sau đó đóng cánh cửa vào thì cũng về phòng mình. Ông không thể nào ngủ được vì những cái ngứa ngáy khiến ông khó chịu. Như nhận ra điều gì, ông ra cái cầu ao lấy nước tắm. Như thoải mái, ông ra hàng hiên ngồi hút thuốc lào, sau đó còn ngâm thơ. Nhớ thương em gái chưa chồng, nhẹ nhàng hương gió thoáng cây bầu. Thui thủi một mình trong nhà vắng, biết đến bao giờ mới thành danh. Ngồi ngâm thơ hồi lâu, mắt bắt đầu díu lại. Ông không thể chống lại cơn buồn ngủ. Sau đó lững thững đi vào phòng nằm xuống và ngủ đi lúc nào cũng không hay biết. Tiếng gà gáy cất lên, báo hiệu trời đã sáng và một ngày mới trong lành. Ông Mạnh đã dậy từ bao giờ, hóa ra ông làm bánh để bán. Dù bà bị thế, nhưng vẫn phải làm bán kiếm tiền để tí còn lo tiền thuốc men cho bà. Trời sáng cũng là lúc ông làm xong, ông gọi. Nguyệt ơi,
Con ra đây bố bảo nào. Con Nguyệt dù có hỗn, nhưng bố mẹ nó gọi lúc nào thì nó vẫn thưa và chạy ra xem bảo cái gì. Đúng ý thì nghe, sai ý nó cãi không nghe biết tính, nên bố mẹ cô cũng phải lựa lời. Nó dụi mắt rồi nói trống không. Có chuyện gì? Con hôm nay gánh đống bánh này đi bán nhé. Một lúc nữa bố sang ông Trung thăm mẹ một tí. Nguyệt nói. Mẹ thế nào? Thì hôm qua đấy, lúc bảo con dìu đi thì con không đi, mẹ bị thật chứ đùa gì. Con vô tâm thật đấy. Bố cho con vào xem mẹ thế nào, xong về đi bán sau. Con Nguyệt hôm nay lạ còn đòi vào thăm mẹ, thấy lạ. Ông lúc này lưỡng lự mãi, cũng đồng ý. Đi theo bố nó mà con Nguyệt diện đồ hở hang, quần thì ngắn áo thì giống áo đi ngủ. Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó. Ông Mạnh thấy người ta nhìn thế biết chuyện gì cũng cằn nhằn nói với Nguyệt. Ai bảo con ăn mặc thế này, bố bảo bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ lại không cho con đi. Nó cãi. Ăn mặc thế này là hở hang à? Đầy người còn hở hang nhiều mà không nói gì. Sao mà bố khắt khe quá vậy? Con lớn rồi, chứ phải còn trẻ ranh đâu. Nghe câu nói đó ông Mạnh không thể nào nói được nó gì nữa, đành kệ. Bước vào căn phòng, con Nguyệt thấy mẹ nó nằm trên giường. Nó chỉ hỏi han, không lo lắng bất kỳ gì, ngồi vắt vẻo cạnh giường. Bà Oanh thì ngủ, bố nó gọi ra một chỗ nói. Con về mà đi bán bánh giúp bố đi. Ở đây chỉ chơi có làm được gì đâu. Thay vì ngồi đây con giúp bố bán bánh chẳng được à? Con Nguyệt không nói gì dần bước ra khỏi căn phòng ấy. Đằng sau có tiếng nói đủ cho nó vẫn nghe thấy. Mày không bán thì liệu với tao nhé. Tao đánh cho vào mặt đấy. Mất khoảng vài chục phút từ nhà ông Quang về. Nó giã rời chân tay như nhớ ra việc gì. Đi vào trong bếp gánh rổ bánh đi. Những bước chân lẹo dẹo siêu vẹo gánh cái rổ bánh khiến Nguyệt mệt. Sau đó nó đặt xuống đất tại một đoạn ngã ba làng để nghỉ. Trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ. Hay là ném hết cái rổ bánh này xuống ao cho đỡ phải bán bánh mệt lắm. Nói là làm, Nguyệt ném hết đống bánh xuống cái ao cạnh đó. Nó cười vẻ nham hiểm. Nhưng nó lại nghĩ, mà ném rồi tí về, biết ăn nói chuyện tiền nong thế nào đây. Cái đầu Nguyệt nhảy số rất nhanh. Nguyệt quyết định nói với bố là bị người ta cướp mất. Ông Mạnh vẫn còn ở bên ông Quang chưa về. Bà Oanh cũng đã khỏe hơn dự kiến, là 2-3 ngày nữa sẽ về. Con Nguyệt về đến nhà nó lại đi chơi việc nhà thì không làm mà toàn đi làm nhà khác thế mới lạ. Nó chẳng thích hay do một lý do nào khác mà không làm việc nhà. Làm nhà khác chẳng biết người ta dỗ ngon dỗ ngọt thế nào mà nó làm thươn thướn, mà việc ở nhà thì cãi không chịu làm. Báng đi vài ngày bà Oanh cũng về có vẻ đỡ hơn. Ông Quang bảo bà làm việc mệt quá nên mới dẫn đến choáng váng. Ngủ nghỉ tốt thì sẽ khỏi. Đứng trước mặt ông Quang, ông Mạnh gạn hỏi. Thế tiền nong thế nào đây? Ông Quang cười khẩy sau nói. Nhà anh chị khổ, nay như vậy coi như tôi giúp không lấy tiền. Ông Mạnh nói. Thế có được không? Được. Ông vui mừng quá. Một mạch về gian phòng bà Oanh đang ở đó, thu gom đồ đạc hai người rời khỏi trạm y tế. Trên đường về bà Oanh hỏi. Con Nguyệt nó đâu mà không thấy? Tôi bảo nó đi về bán bánh từ hôm kia rồi. Liệu nó có bán được không? Ông Mạnh trả lời. Thế nào mà không bán được? Không bán được tôi cũng lại bố. Bà Oanh không nói thêm gì nữa. Hai người dắt nhau đi về. Về đến nhà, ông bà thấy cửa khóa và thấy Quang gánh vứt trước thềm nhà thì đã đoán được ngay là nó đi chơi. Ông Mạnh cằn nhằn. Cái con mất dạy này lại đi chơi, rồi đến khi nào mới về mà không biết bán bánh thế nào rồi. À đây rồi, không để ý nó bán hết rồi còn gì. Không nói gì nữa, sau đó ông dìu bà Oanh vào nghỉ. Ông bước gần quá cái cột nhà thì bà nói vọng ra. Ông đi đâu đấy? Tôi đi tìm con Huyền. Không nói năng gì nữa, cùng đó là những bước chân gấp gáp. Ông hỏi mọi người xung quanh xem có thấy không, thì mãi mới có một người chỉ bảo. Tôi vừa thấy nó đi cùng mấy thằng con trai kia kìa. Chúng nó đi đâu về cuối làng đấy. Ông cảm ơn. Sau đó một mạch chạy đi tìm, không thấy đâu. Đang quá thất vọng, thì ông để ý thấy một căn nhà hoang, hình như có hình bóng của Nguyệt. Tuổi đã cao mắt, đã mờ, ông không thấy rõ. Ông tiến lại gần hơn xem phải không. Thấy bóng dáng quen thuộc con Nguyệt cùng với mấy đứa có vẻ đầu gấu. Chúng nó đang đánh bạc và đang phê pha mai thúy. Ông chạy vào hô hoán có công an. Bọn nó tưởng thật chạy toán loạn. Riêng con Nguyệt nhận ra người quen. Nó cũng không có vẻ sợ ở lại nói chuyện với bố. Bọn kia thì chạy mất hút. Lúc này chưa kịp nói gì, ông Mạnh bị con Huyền kéo ra chỗ bụi sau ngôi nhà hoang ấy, nó nói. Cái ông già kia ông làm cái gì thế hả? Sao ông lại làm bạn tôi chạy hết thế kia?
Ông Mạnh trả lời, con mới tí tuổi mà đã đánh bạc, nghiện ngập thế này rồi sao? Con ơi là con ơi, bố không ngờ đứa con mà hai thân già vất vả nuôi từ bé ngoan ngoãn ngày nào, giờ đã hư hỏng sa ngã. Mai kia ra đường người ta nói bố thế nào? Cuộc sống con sẽ ra sao? Con làm ơn đừng có thế nữa. Bố xin con dừng lại đi. Con Nguyệt chỉ thẳng tay vào mặt ông nói, tôi không quan tâm ai muốn nói gì thì nói với lại cuộc sống con này ra sao kể tôi. Con này đã sa ngã rồi thì đừng có kêu bỏ. Không phải ai bảo bỏ là bỏ được đâu. Ông đi về đi khuất cái mặt tôi. Cút. Ông Mạnh tát con Nguyệt một cái. Nguyệt nói, ông được lắm đã thế, từ giờ phút này tôi sẽ không là con của ông nữa. Coi như tôi đã chết đi. Đứa con này hư hỏng, không xứng đáng làm con của ông. Đã thế, tôi không về cái nhà rách dưới đấy nữa. Chán lắm rồi. Và cũng từ lúc này tôi và ông coi như không quen biết. Nói xong, Huyền quay ngoắt mặt bước đi, bỏ mặc ông Mạnh. Ông chạy theo, nhưng đã muộn, nó đã đi với thằng nào rồi. Ông quỳ xuống ngửa mặt lên trời gào lên. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Những giọt nước mắt chảy trên gò má, phần nào cũng hiểu được những gì đang xảy ra. Ông thơ thẩn trên đường về đã va vào người ta, khiến mọi người rất khó chịu. Bước vào cổng là tiếng chó sủa vang lên, nhưng chưa sủa lâu, bỗng nó im bặt, hóa ra là nhận ra người quen. Một tiếng nói cất lên. Ông đi đâu mãi không về thế? Ông Mạnh cũng không nói gì một mạch đi vào trong phòng, khiến Bảo Oanh lo lắng tột cùng và thầm nghĩ. Ông này thế nào không nói không rằng gì lạ thế? Hay là ông bị ma bắt mất vía? Những suy nghĩ cứ thế đặt ra không có một lời giải. Bà thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, bước vào gõ nhẹ vào cửa phòng đang có ông Mạnh trong đó nói. Ông ơi, ông bị thế nào thế? Sao tôi hỏi ông không trả lời? Nhận lại từ câu nói đó là một không gian im ắng. Bà không dám vào vì sợ ông chửi. Vốn đã biết tính ông nên lặng lẽ quay ra. Ngoài trời lúc này nắng khá to, bà Oanh thì phải cặm cụi làm bánh để chiều bán. Vừa mới khỏi bệnh thôi, bà ngay lập tức quay lại việc. Mà bệnh cũng phải làm, nếu mà không làm thì lấy gì trang trải đây? Những nguyên liệu làm bánh này, bà thường đi mua chịu rồi về làm bán kiếm tiền, sau đó trả người ta. Tuy không được lãi nhiều, nhưng cũng đủ trang trải cho gia đình. Đang ngồi làm bánh, bỗng ngoài cổng có tiếng nói. Bà Oanh đâu ra đây tôi bảo? Bà bỏ dở việc gói bánh chạy ra. Nhìn thấy là bà Mai, ngay lập tức bà quay lại đóng cánh cửa lại. Bà Mai chạy vào du cửa, không được lúc này bà mới nói. Cái bà kia, bà khôn hồn trả lại thịt cho tôi, không bà không xong với tôi đâu. Tôi ăn thịt rồi có đâu mà trả nữa. Hay bây giờ tôi nôn ra trả bà nhé? Không thì trả tiền đây. Tôi chưa có, khi nào có tôi khác trả. Bà Mai nói, bà được lắm chờ đấy. Nói xong bà Mai đi ra về, ở ngoài lúc này im bặt. Bà Oanh nhìn qua khe cửa ra thấy bóng bà Mai khuất sau cánh cổng rồi. Bà thở phào nhẹ nhõm, quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhìn ra ngoài trời thì có vẻ nắng đã không còn, thay vào đó là một bầu trời âm u như muốn mưa. Bà thấy thế, cũng vội vàng ý thức được, xếp những chiếc bánh đã chín vào hai cái rổ, ghé vai vào gánh những chiếc bánh đi ra khỏi nhà. Ai bánh đi, bánh dậm, bánh trưng đi, nhanh tay mua ngay, còn bỏng vừa ăn vừa ăn ra mua nào mọi người ơi. Cháu anh ơi. Tiếng gọi của một bà cụ tầm độ 70 tuổi, đó là cụ Niên. Cụ là người nghiện ăn bánh nhà bà Oanh, ngày nào cũng phải ra đây trực bà Oanh gánh bánh qua để mua. Bà cụ toàn mua mở hàng khiến bà Oanh bán được nhiều hơn. Vì vậy bà Oanh thường xuyên phải chờ bà cụ mở hàng cho mới dám bán tiếp. Cụ đấy hả? Cụ hôm nay ăn bánh gì? Bà cụ đáp, cho tao cái bánh dậm. Bà Oanh lôi ra cái bánh dậm trong rổ đựng đưa cho bà cụ rồi nói, hôm nay con cho cụ, con không lấy tiền đâu. Bà cụ trả lời, ai lại làm thế? Các con làm vất vả mà, sao lại không lấy tiền? Bà cụ lôi trong túi ra mấy đồng đưa cho bà Oanh, hai người đẩy đi đẩy lại cho có lệ, đẩy chán bà Oanh cũng nhận. Bà nói, thôi con phải đi bán đây, cụ về tử tế ạ. Được rồi, mày cứ đi bán đi, không lo đâu. Như yên tâm bà Oanh tiếp tục gánh bánh đi bán. Bà ơi, tiếng của một cô gái rất trẻ, nhìn qua cũng tầm tuổi con Nguyệt nhà bà. Đây là con Vân Anh nhà ông bà Phú Tỉnh, cô có một làn da trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn, gia đình cũng dạng giàu có. Bà đặt quang gánh bà hỏi, cháu ăn bánh gì? Cô đáp, dạ cho cháu bánh trưng đi ạ. Bà đưa tay vào rổ cầm ra chiếc bánh đưa cho cô. Một tiếng nói đâu đó vang lên, không ăn bánh này, mất vệ sinh. Con Vân Anh quay lại nhìn đó là bố nó, là ông Phú. Ông lại giật cái bánh ném thẳng vào mặt bà. Oanh nói, bà đừng có bán cho con tôi những chiếc bánh dơ bẩn của nhà bà.
Ăn vào con tôi ngộ độc thì chết. Con Vân Anh lên tiếng. Ơ kìa, sao bố lại làm thế? Con thèm thì con mua chứ. Sao bố cấm con? Với lại bánh nhà bác Oanh, đảm bảo cũng đâu có bẩn gì đâu. Ông Phú chỉ thẳng mặt. Mày thèm tí tao ra kia, tao mua cho ăn mấy đồ sạch sẽ ngon hơn. Mấy cái đồ này không nên ăn. Nó nói. Bố quá đáng vừa thôi. Dù gì cũng là công người bỏ sức ra mà không trân trọng yêu quý. Nhỡ tí ra kia vẫn thế, vẫn cái bánh đấy. Chỉ khác người làm nhỡ đâu nó bẩn thì sao. Con không quan trọng bẩn thỉu. Ăn được là ăn thôi. Chấm dứt câu, cô bảo bà Oanh. Bác đưa con chiếc bánh lúc nãy, bố con ném. Con sẽ mua bánh của bác. Nó trả tiền cho bà, bỏ mặc ông tức giận cạnh bà Oanh. Bà Oanh liếc qua ông Phú một cái, biết ý gánh quang bán tiếp. Gần tối, con đường về âm u rợn người. Bà đã bán hết, nhưng phải về tối như này. Về đến nhà, không có chút ánh sáng nào tỏa ra. Bà đi vào mở cánh cửa quen thuộc, tìm cái nến thắp sáng. Lúc này bà Oanh nhìn vào cánh cửa phòng, hình như nó không dịch chuyển hay mất dấu tí nào, vẫn còn nguyên dấu vết. Bà lại nhìn ra cửa nghĩ. Còn con Nguyệt, nó đâu mà vẫn chưa về nhỉ? Lo quá, có chuyện gì xảy ra không? Cái ông này đi về, người ta hỏi không nói, chẳng biết tìm con Nguyệt thấy chưa. Mãi suy nghĩ, bà quên luôn ăn uống. Bỗng có tiếng động phát ra bên tai, quay phát sang một bóng người, gầy còm nhom đen, đó là ông Mạnh. Thấy ông Mạnh bà mừng như bắt được vàng, chạy lại chỗ ông lên tiếng. Ông thế nào đấy? Từ lúc bảo là đi tìm con Nguyệt xong về không nói năng câu nào, tôi lo lắng đây này. Còn con Nguyệt đi chơi gì mãi chưa về? Giờ này như thường lệ là thấy mặt mũi rồi, sao bây giờ không thấy đâu? Ông Mạnh không nói gì, tiến về chỗ bàn uống nước. Uống ngụm nước xong, ông thở dài nói. Con Nguyệt nó bảo không về cái nhà này nữa. Bà đừng có mong làm gì cho mệt con người ra. Bà hốt hoảng nói. Ông nói cái gì? Con Nguyệt nó bảo không về cái nhà này nữa. Thật à ông? Chẳng thật. Bà xem từ lúc lấy bà tôi nói dối chuyện gì với bà không? Thế nào mà nó không muốn về? Bà hỏi gấp. Tôi lúc chiều đi tìm, thấy đánh bạc ở ngôi nhà hoang cuối làng và hút Mai Thúy cùng mấy bọn đầu gấu. Tôi dọa chúng nó. Xong, con Nguyệt lôi tôi ra bụi chuối sau ngôi nhà ấy. Có lời qua tiếng lại. Tôi tát nó khiến nó bỏ đi. Bà Oanh du người ông nói. Ông ơi là ông, sao ông lại làm thế hả, để nó phải bỏ đi? Nó cũng muốn đi từ rất lâu rồi, nay mới có cớ để đi. Tôi không tát, thì trước sau gì nó cũng đi thôi. Bà Oanh không nói gì, ngồi đơ như tượng. Ông Mạnh nói. Tôi chẳng quan tâm và từ giờ bà đừng nhắc tới nó nữa nhé. Dứt lời ông Mạnh quay về phòng. Bà Oanh thơ thẩn mãi ở ngoài bàn uống nước. Bà Oanh mãi mới ổn định, bước vào phòng ngủ. Con Nguyệt từ lúc đi chẳng biết thế nào rồi, cuộc sống ra sao. Đó là những suy nghĩ bà Oanh đặt ra khi nhắm mắt vào. Báng đi vài tuần, từ ngày Nguyệt đi không về, ông bà cũng đã không còn suy nghĩ gì đến nó nữa. Quên đi và bắt đầu công việc. Tiếng ông Mạnh cất lên. Bà ơi, nhanh chóng xếp bánh cho tôi đi bán. Bà Oanh đáp. Được rồi, chờ tôi tí. Bà bước ra với một nồi bánh đang bê trên tay, nó đang bốc khói nghi ngút. Đặt xuống không để ý đã vào chân ông. Ông kêu oai oái. Cái bà này không để ý à? Vào chân tôi rồi. Nồi bánh đang bỏng, bà lại đặt vào chân tôi. Bà định giết tôi à? Bà Oanh vẫn còn thơ thẩn, nghe chồng nói thế cũng vội nhấc nồi bánh ra chỗ khác. Bà lên tiếng. Xin lỗi ông, có sao không, tôi vô ý quá, để tôi băng bó tạm nhé. Chạy vào bà vớ cái tấm vải áo sau đó ra buộc cho ông. Ông què luôn rồi. Hôm ấy bà phải đi bán. Đi ra qua cổng, bà gặp hai gã đàn ông tướng mạo ghê gớm. Cầm đầu là bà Mai. Bà Mai nói, chúng mày đâu, giữ bà ấy lại cho tao. Hai người đàn ông người thì giữ chân giữ tay, khiến cho bà không cử động và chạy được. Bà Mai bước lại tát cho một cái rồi nói, thế bà có chịu trả tiền cho tôi không đây? Thấy không đến, thì cũng phải biết y sang mà trả chứ. Ai lại không nói gì, hôm nay bà đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Bà Oanh phỉ nước dãi vào bà Mai xong nói, tôi không trả đấy. Bà Mai tát bà Oanh cái nữa rồi nói, bà được lắm thế thì hôm nay bà không xong với tôi đâu. Tiếng bà Mai nói, chúng mày đánh cho bà một trận, đấm cho vào mồm, vào mặt nhé. Thế là hai thằng đánh tới tấp khiến bà ôm mặt đau đớn. Trong nhà ông Mạnh nghe được tiếng xì xào phía ngoài cổng. Ông chạy ra một đoàn người đang đánh một người để ý kỹ mới nhận ra đây là bà Oanh. Ông tiến đến nói, dừng lại, có chuyện gì thế? Sao lại đánh vợ tôi? Bà Mai ra hiệu cho hai gã đàn ông kia, dừng lại xong nói. Đây rồi, đã thế con này cũng nói. Vợ ông hôm nọ lừa tôi bảo có tiền mua thịt, nhưng xong tôi đưa thịt cho bà ta cầm chạy mất.
nên tôi mới đến hỏi. Bà ta nói không có. Bà hứa hôm nọ sẽ trả nhưng không trả. Chúng tôi hôm nay phải cho bà một trận. Ông Mạnh hỏi, bà sao lại làm thế? Tôi bảo bà mua chịu cơ mà. Bà Oanh đang đau, lưỡng lự mãi mới nói. Tôi, xin lỗi, tôi không nói cho ông biết cái hôm đi mua thêm thịt. Ông bảo ra mua chịu mà bà ta không cho chịu, nên tôi mới giả vờ có tiền mua thịt bã. Khi bã đưa thịt cho tôi cầm chạy mất. Ông Mạnh có vẻ tức giận nói, rời ạ, sao bà không nói với tôi mà để ra nông nỗi này? Tí tôi với bà về nói chuyện sau. Ông Mạnh nói khẽ, bà thưa thưa mấy bữa tôi trả tiền cho, bà đòi lúc này chưa có, chúng tôi hứa sẽ trả. Bà Mai lên tiếng, đây nói dễ nghe, như ông chồng bà có phải tốt không? Thôi, tôi cũng gọi là trọng lượng sẽ thưa thưa cho ông bà mấy ngày nữa, tôi sẽ quay lại đòi tiền khôn hồn mà kiếm tiền trả, không thì không xong đâu. Nói xong, ba bóng người quay đầu bước đi bỏ lại hai ông bà. Ông Mạnh lại đỡ bà dậy chân, còn đau cố dìu bà vào nhà. Ngồi ở bàn uống nước trong nhà, ông nói với bà. Tôi bảo bà đi chịu, chứ không đi làm thế. Chuyện này mà ra ngoài khéo, tôi chỉ còn cách tự tử. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mắng chửi chẳng được gì, đành buông bỏ cho nhau. Thôi thì cố gắng kiếm tiền trả người ta đi. Bà Oanh gật đầu, đi ra gánh rổ bánh lúc nãy. Dù vẫn còn đau, nhưng vì chuyện đấy bà không quan tâm đau đớn gì cả. Trước mắt là kiếm tiền trả người ta. Vẫn như mọi ngày, bà dạo bước khắp làng để tìm kiếm người mua những tiếng dao nhẹ nhàng ngọt ngào như mía. Nhanh chóng bà bán được nhiều hơn. Chớp mắt đã 30 phút, rổ bánh vừa nãy còn đầy ự, nay đã hết sạch trống trơn. Trên đường về, vừa gánh quang không vừa đếm tiền. Vốn không học hành gì nhưng ít nhất cũng phải đếm được tiền. Đấy là thể lệ rồi, không biết thì phải học để biết. Nhiều người lại coi việc học hỏi người khác là ăn cắp của người ta. Từ những lý do vớ vẩn ấy khiến cho cuộc sống đang xáo trộn. Mồm lầm bầm hồi lâu, biết được hơn 100.000, bánh bán rất là rẻ, không được lãi mấy, do không có việc gì khác đành phải làm thôi. Đang đi bà gặp bà Thắm. Bà nói, bà Oanh hả? Tối đi xem chiếu bóng nhé. Bọn đài truyền hình về chiếu, nghe bảo nhiều phim hay lắm. Bà Oanh đáp, không biết đi được không nữa. Sau lời đó, cũng là lúc không có một lời nói nào phát ra từ hai cái miệng đấy. Đi qua quán thịt bà Mai, bà Oanh tạt vào. Bà lên tiếng, tôi trả tiền cho bà này. Bà Mai thấy tiền mắt sáng lên như đèn pha ô tô, chạy lại chỗ bà Oanh đang móc tiền ra nói, để lúc nào trả cũng được không lo đâu, làng xóm với nhau mà. Bà Oanh nói, không được, tôi trả luôn để đến lúc khác, khéo không có. Bà lại kéo người đến nhà tôi mệt lắm, làm ơn nhận cho tôi và xóa nợ đi. Được rồi, bà Mai cầm lấy tờ tiền nhét vào trong áo ngực, xong nói, thế hôm nay có mua thịt nữa không? Hết tiền rồi, còn mấy đồng về trả tiền mua nguyên liệu làm bánh này, mà ăn thịt nhà bà không nuốt nổi. Bà Mai nhếch mép không nói gì, bà Oanh cũng im như chết không nói thêm câu nào đi ra về. Bà Mai chuyển đổi trạng thái hầm hầm, không có chút cảm xúc. Ông ơi, tôi về rồi. Tiếng gọi của bà Oanh vang từ ngoài vào khiến ông đang nhìn trời đất phải giật mình. Cái bà này mồm to hơn loa phát thanh khéo, tôi lại dán mồm lại như người bị bắt cóc bây giờ. Bà Oanh nói, tôi xin lỗi, tại tôi vui quá hóa rổ. Ông gạn hỏi, mà bà bán bánh được không? Bà Oanh đáp, tôi thế nào mà không bán được. Bà nói, à mà tôi trả tiền cho bà Mai rồi nhé, không phải lo cũng không cần phải sợ bà kéo đến nhà đòi nợ nữa. Lần sau tôi thèm vào mua thịt nhà mụ chừa đến khi xuống lỗ. Bà hỏi, ông cơm cháo gì chưa? Tôi nấu rồi, không biết có chín không? Cái ông này, nấu lại không biết chín chưa à? Tôi nghi lắm, phải vào xem mới được. Mở cái nắp vung ra bà phải bất ngờ khi nồi cơm này không phải nồi cơm mà thành cháo rồi. Bà nói vọng ra từ gian bếp, cái ông này đã không có gạo mà ăn, lại nấu nướng kiểu này. Gạo thì ít mỗi lần nấu như này khéo chết đói sớm, biết ngay nhà thiếu vắng đàn bà nó khổ như thế nào rồi đấy. Ông Mạnh im thin thít, không thấy đáp lại câu nói vừa nãy. Bữa trưa ông bà phải ăn cháo thay cơm, bà Oanh thì cũng đành phải chấp nhận. Nói làm gì cũng có khôn ra được đâu. Ông Mạnh từ ngày lấy bà Oanh về toàn bà nấu nướng, ông có bao giờ lăn vào bếp đâu. Việc gì cũng đến chân đến tay bà, chỉ có mỗi làm bánh, không phụ giúp thêm gì bà. Ngồi trên tấm vải trải trên nền, hai ông bà không ai nói với nhau câu nào, cho đến khi ông cứ chọc tay chọc chân mình vào bà, khiến bà khó chịu, bà lên tiếng. Cái ông kia ông có im cho tôi ăn không? Chiếc bát này thằng mặt thì sẽ thế nào? Xước mặt men chừng. Ông Mạnh rén không nói câu nào.
ngồi rít điếu thuốc lào thả ra mấy làn khói trắng. Ông bỗng nổi da gà. Nhìn tay đang nổi da gà, ông xoa xoa nói: "Mẹ nó chứ, trời nắng chang chang mùa hè thế này mà sao lại nổi da gà?" Bà từ dưới bếp lên thấy ông nói một mình, bà không nói không được. "Cái gì thế? Ơ, bà nói với tôi à? Chắc là hết giận rồi hả?" Bà Oanh mỉm cười nói: "Ờ thì nói đấy, được chưa? Vẫn chưa hết giận đâu, tại thấy ông cứ làm nhảm, tò mò không biết chuyện gì, đành phải hỏi." "Đâu, đang ngồi tự nhiên nổi da gà, ý mà. Đang nghĩ thời tiết nắng nóng, cháy da cháy thịt có lạnh đâu mà nổi da gà cũng chẳng biết thế nào. Hay là do phản ứng của con người?" Bà Oanh nói: "Thường thường mà bị thế là liên quan đến tâm linh đấy. Thôi thôi bà đừng dọa tôi, bài này cũ rồi, không khéo tôi vả cho gãy răng đấy." "Dọa gì ông, đây tôi kể cho ông nghe. Khi tôi còn bé vẫn ở Thái Bình, tôi cũng đã nghe các cụ, ông bà kể về chuyện này. Những hiện tượng đó đang liên quan một phần đến tâm linh." Ông Mạnh há hốc mồm thốt lên: "Thật à, có khi nào rước ma về nhà không?" "Tôi chịu." Ông hỏi: "Thế ai mà biết, có phải thầy đâu mà biết?" Ông Mạnh ngồi suy tư nhiều lắm, bà không ở nhà nữa, chạy sang nhà bà Thắm bán báo cho khuây khỏa. "Bà Thắm à, có nhà không?" "Có, cái gì đấy?" "Tôi sang chơi ấy mà, bà đang làm gì thế?" "Tôi đang bón phân chuồng cho rau, chăm chỉ thế, thế thì nhanh chóng giàu nhỉ." Bà Thắm biến sắc sau câu nói vừa rồi. Hai bà nói chuyện vớ vẩn cho đến khi hết chuyện thì thôi. Tiếng của bà Oanh vang lên: "Tôi về đây." Bà Thắm nói: "Hôm nào sang chơi tiếp nhé." "Biết lúc nào mới sang được, bận bịu suốt hôm nay trời mới sang thôi. Mãi chẳng được về, bảo về rồi, mà hai người vẫn nói không ngớt." Bà Oanh cứ đi được một đoạn. Bà Thắm nói đành phải quay mặt lại nói theo. Bà Oanh đi xa bà Thắm cách mấy hàng cây, mà bà vẫn nói: "Đúng là nói đến lúc nào chết thì thôi không ngớt, đem ra bà Oanh mãi chẳng về được." Cho đến khi bà khuất sau hàng cao thì không thấy một lời nói từ mồm bà Thắm nữa. Bà Oanh không ngờ bà Thắm nói lắm thật. Kiểu này mà gặp mấy đứa ghét thì nó vả cho vào mồm, thì lúc ấy mới biết. Quay đi đến tối, đang ngồi tâm sự ngoài hiên, ông bà thấy những tiếng động sột soạt ở phía trong nhà bếp. Lúc đầu không để ý, khi tiếng động đó phát ra lâu, ông bà cũng nghe thấy. Chạy vào trong xem thì thật lạ, không thấy một âm thanh nào nữa. Bà quay ra nói với ông: "Lúc nãy tôi vừa nghe thấy cái gì ấy?" "Bà lại nghe nhầm, cứ làm tôi sợ, thần hồn nát thần tính." "Tôi nghe thấy thật, đùa ông làm gì, tôi không biết đùa ai bao giờ." "Ờ, thì cho là thế, tôi thấy bà dạo này thơ thẩn hơn đấy, tưởng đỡ vẫn còn à?" Quay lại chỗ hồi nãy, từng cơn gió thổi qua từng lớp áo khiến ông bà cảm nhận được. Ông thốt lên: "Ái chả, lạnh thế nhỉ?" Cạnh bên tai bỗng một tiếng kêu ư ử của ai đó. Ngoảnh sang thấy con chun, con chó thân yêu của ông bà, sợ sệt lùi từng bước, nó sủa lên liên tục. Ông quát: "Chun không sủa nữa, tao đập đấy." Đảo mắt ra hướng cổng rồi chẳng thấy ma toi nào, trách móc con chun: "Sủa linh tinh, không sủa bậy, nếu mà sủa bậy thì giềng đấy." Nó như hiểu ý người, rén rén đi ra đằng sau nhà. Hai ông bà ngồi tê mông, mãi mới giục nhau đi ngủ. Bà Oanh chưa kịp nhắm mắt, thấy có bóng người con gái nhìn bà ở ngoài cửa sổ. Bà nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là Nguyệt. Bà nghĩ chắc là Nguyệt về. Có giọng nói lên tiếng: "Bà làm cái gì đấy? Không ngủ à? Muộn rồi." Phải đến khi ông lay người bà mới nói cùng ông. Bà nắm tay ông Mạnh nói: con Nguyệt nó về rồi." Ông Mạnh nghe bà nói thế bảo: "Kệ nó, tôi đã bảo đừng có nói chuyện hay nhắc gì đến nó nữa rồi mà. Mà nó về đây tôi không cho về." Bà lên tiếng: "Ông này hay thế, dù nào cũng là con mình mà, sao ông làm thế?" Ông nói: "Bà làm thế nào thì làm bảo nó đừng có nhìn mặt tôi. Bà nói thế nào mãi ông mới nghe. Bà bảo, tôi thấy nó ở ngoài cửa sổ kìa." Ông Mạnh đáp: "Kệ." Nói xong bà nhìn ra hướng cửa sổ không thấy ai. Bà ngạc nhiên nói: "Ô ông ơi, nó vừa đứng kia đâu rồi?" Bà Oanh chạy hẳn ra, không thấy ai. Bà ngơ ngác. Ông theo sau ra không thấy gì. Ông nói: "Bà nhìn nhầm rồi à?" "Nhầm gì, lúc nãy vẫn còn đây mà. Bà nhớ nó quá nên tưởng tượng à, nó đi không về đâu." Hai ông bà quay vào. Ông Mạnh nằm xuống thốt lên: "Thôi tôi đi ngủ đây, không quan tâm chuyện gì nữa." Trời đã sáng, ánh bình minh hắt hoi qua những quả đồi. Bà Oanh đã dậy từ bao giờ? Tiếng gọi vang lên: "Ông à, dậy đi, sáng rồi." Bước ra với thư thái thoải mái nhìn bà nói: "Gọi tôi dậy sớm thế, có việc gì à?" Bà nói: "Sớm gì nữa, gọi ông dậy làm bánh chiều đi bán kìa." "Chứ gọi dậy làm gì?" "Ờ." Ông trả lời cộc lốc, sau đó vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu ra ăn sáng. Mất khoảng 30 phút, ông mới ăn xong. Ông ăn quá chậm, vừa ăn vừa chơi hay sao ấy.
Rồi sau đó ông vào làm bánh cùng bà. Ngồi làm bánh, bà nói: "Ông ơi, tôi không muốn nói đến con Nguyệt đâu, nhưng nó đi đâu từ hôm ấy, tôi lo quá chẳng biết nó sống như nào." Ông Mạnh không muốn nói, bà hỏi thế cũng đành nói theo: "Chết dấp đi, chết xó nào thì chết." Bà Oanh không nói bất kỳ câu nào nữa. Đến chiều ông đi bán bánh, ngày qua ngày tất nhiên phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Lấy ví dụ như chúng ta đi học, ngày nào cũng phải đến trường, đó là lặp lại. Công việc, thời gian hay một thứ gì đều phải lặp lại liên tục. Trời tối bóng người hơi gầy da ngăm đen về, đó là ông Mạnh. Sinh hoạt bình thường cho đến khi bà Oanh ngủ mê man. Trong mơ, bà lại thấy con Nguyệt về, vẻ mặt rất đau đớn như cầu cứu, một giọng nói âm u từ chốn âm ti vọng về: "Mẹ ơi, giúp con lấy xác về. Xác con bị người ta giết hại vứt xuống sông Lô, thuộc làng Lang Thang." Bóng nó cứ lượn lờ, lặp đi lặp lại câu nói đó, phần nào cảm giác ớn lạnh sau gáy. Ông Mạnh lúc này lay người bà, khiến bà thoát khỏi cơn mê man. Ông căng nhằn: "Bà hôm nào cũng làm nhảm không cho tôi ngủ thế." Bà Oanh đáp: "Tôi thấy con Nguyệt về, nó bảo cái gì lang thang tìm xác. Cái bà này nói bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ nhắc đến nó. Mà bà cứ nói linh tinh, tôi nói thật, không bao giờ nói dối ai, ông cũng biết mà." Ông Mạnh không muốn nghe bất cứ câu nói nào từ bà Oanh nữa, nằm xuống chùm chăn ngủ cho đến sáng. Cơn mưa trút xuống, ngôi nhà lá cọ này khiến nó rột quá nhiều. Trong chính căn phòng của ông bà có mấy chỗ rột, mà một trong những chỗ đấy thẳng giường. Giọt nước giò vào mặt bà khiến bà mở mắt, thấy ướt ướt trên mũi, bà nghĩ chắc là mồ hôi, lại nằm xuống ngủ tiếp. Những giọt nước cứ thế giò vào mặt bà, khiến phải vục dậy lần nữa. Bà lay người ông: "Ông ơi, không biết thế nào mà cứ có nước ở trên mặt tôi thế." Ông cũng vục dậy ngáp ngủ liên tục. Ông bà phải để ý lâu mới phát hiện rột, kêu bà ra lấy cái chậu. Một lúc thì có khoảng 3 cái chậu được đặt trong phòng tương đương với 3 chỗ rột. Thật sự ổn định rồi, ông bà quay lại giấc ngủ giang dở. Sáng hôm sau, giữa gian nhà chính, bà Oanh lẩm bẩm một mình: "Con tôi không biết sao không?" Bà sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Ông Mạnh bước ra thấy bà làm nhảm rồi hỏi: "Cái bà này sao thế? Bị ma nhập à?" Bà ngập ngừng không nói, cho đến khi ông nói to: "Ờ, cái bà này sao không nói? Bà khinh tôi à?" Bà hốt hoảng: Tôi đang lo cho con Nguyệt." Vẻ mặt bắt đầu biến sắc trên mặt ông: "Tôi đi tìm con Nguyệt đây. Bà muốn đi tìm ai thì tìm đi." Một lúc sau trên tay có mấy bộ quần áo và chút đồ ăn. Ông hỏi: "Bà định đi thật à?" "Tôi đi thật." Không nói gì, nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà lá xỏ xèo. Ông Mạnh thấy bà đi cũng chẳng để ý. Bà đi lủi thủi một mình, mãi vẫn chưa ra khỏi làng này. Vừa đi vừa nghỉ, vừa ra đến đầu làng phải ngồi chệt dưới những bụi tre đang phủ ra che ánh nắng. Thay vào đó là bóng râm, lôi ra tí nước làm hơi bắt đầu thở dốc. Ngồi một lúc, bà đi tiếp vài nghìn bước đã ra khỏi địa phận làng Yên Bình. Kế tiếp là làng Kim Lang, mà bà cũng không biết làng Lang Thang ở đâu. Không biết thì phải hỏi, khi đi qua địa phận làng Kim Lang, bà hỏi hết không một ai biết làng Lang Thang ở đâu. Đang bất lực thì bà Oanh bỗng thấy có cái miếu đã cũ kỹ cạnh một bên cây cổ thụ. Nhìn qua cây cổ thụ này đã già, bà Oanh lôi trong túi ra mấy cái bánh làm để đi đường ăn. Bà nói trước ngôi miếu: "Tôi không có nhiều, có chút tấm lòng. Từ nơi xa đi qua đây, thấy có ngôi miếu thì có chút lễ dâng." Bà rất tin vào tâm linh, rất thích đi đến chỗ linh thiêng để cúng bái. Nhưng vì hoàn cảnh đã không cho bà được nguyện vọng của mình, bà đặt cái bánh vào trong cái miếu, lẩm bẩm rì rầm trong miệng. Sau đó bà ngồi chệt chạt dưới chân chiếc rễ cây cổ thụ trồi lên mặt đất. Đang ngồi bỗng có tiếng nói bên tai bà Oanh: "Đi thẳng về hướng nam khoảng 50 cây số sẽ thấy." Bà quay lại để nhìn không thấy gì. Bà nhìn ra một hướng thầm nghĩ: "Hay có khi nào là các vị thần mách bảo không? Mọi câu hỏi linh tinh đặt ra không có một ai giải thích nổi." Suy nghĩ hồi lâu như đã hiểu, bà cúi đầu cảm ơn về bốn hướng đông tây nam bắc. Bà không biết người vừa chỉ đường mách lối đó là một vị thần ở cây cổ thụ hồi nãy. Không chờ lâu, một mình tiếp tục đi tìm. Vẫn chưa thấy làng Lang Thang đâu thì trời đã tối không thấy gì. Xa xa ảo ảo có ánh đèn leo loét hắt ra, tiếng bước chân nhanh hơn. "Có ai không?" Tiếng gõ cửa của bà Oanh. Một bà lão gầy gò nhăn nheo trông kinh sợ bước ra. "Có chuyện gì thế?" Nhanh chóng bình tĩnh, bà Oanh nói: "À, tôi từ chỗ khác đến đây, giờ đã tối, có thể cho tôi tá túc qua đêm không?" Bà lão nói: "Được, mời vào."
Nhà bà lão rất hẹp ngột ngạt khó chịu, bà Oanh không chịu được phải chạy ra ngoài cho đỡ cái không khí ấy. Tiếng gọi từ bên trong vọng ra. Cô dì ơi, vào ăn cơm. Dạ vâng, con vào ngay. Chưa bao giờ bà được ăn những món ngon như này, nào là sườn heo, cá tép. Bà ăn lấy ăn để. Bà hỏi, bà có biết làng lang thang ở đâu không ạ? Bà lão đáp, tôi không biết, không mở mồm nói ra bất cứ câu gì nữa, im bặt cho đến khi hai người đi ngủ. Bà Oanh không thể nào chợp mắt được, có khi nào lạ nhà không? Không phải là vì bà đang lo lắng cho con Nguyệt nên không nhắm mắt ngủ được, khi đã suy nghĩ hay lo lắng làm sao mà ngủ được cơ chứ? Trong giấc ngủ, bà thấy Nguyệt cô đứng trước mặt mẹ và nói, con xin lỗi bố mẹ, con là đứa con bất hiếu, nếu có kiếp sau con xin nguyện vẫn là con mẹ. Bà Oanh bật dậy mồ hôi đầy trán, nghĩ lại giấc mơ ấy. Sau lâu dần bà cũng ngủ. Quên đi sáng hôm sau, bà Oanh chia tay bà lão, cảm ơn rất nhiều rồi, tiếp tục công việc tìm kiếm như tìm người đi lạc thế. Trên đường đi bà gặp một người đàn ông tầm độ 50 tuổi, bà Oanh hỏi, này ông cho tôi hỏi, làng lang thang ở đâu thế? Làng tôi đấy. Bà nhảy cú đỡ lên, hỏi dồn dập, đưa tôi đến đấy đi, tôi sẽ đưa bà đến đó. Di chuyển hơn 4 cây số hai người. Đứng đầu làng lang thang, bà Oanh phải há hốc mồm khi cảnh nơi đây rất đẹp và có vài chỗ đã và đang tiên tiến. Bà đến đây không phải ngắm cảnh mà là tìm Nguyệt. Giờ tìm thấy làng rồi biết Nguyệt ở đâu. Bà Oanh lục lại ký ức, biết là Nguyệt trong mơ bảo ở sông Lô. Ở làng này thì phải, nhanh chóng hỏi han. Một lúc sau có mặt trước con sông rất rộng lớn này, mà sao không thấy nó? Mà giờ phải làm sao tiếp đây? Bà chưa định hình là con Nguyệt chết. Một chàng trai trông khá béo, hắn thấy bà đứng trên cầu vẻ mặt rất lo lắng. Chàng trai nói, đang tìm xác hả? Nó kẹt ở trong hốc đá cao kia kìa, xuống mà vớt lên. Đây là chàng trai có đôi mắt âm dương rất hiếm người có được. Có lẽ chăng đây là số may mắn đối với bà. Bà Oanh quay phát lại thì chàng trai đã đi quá cách vài bước. Không biết phải không, bà tạm tin lời chàng trai ấy. Bà đi tìm sự hỗ trợ một vài người ở làng lang thang, xuống đó tìm giúp. Khoảng một lúc, vài người da đen như than, có thân hình nở nang, to khỏe đứng trước con sông. Tháo gỡ những đồ đạc cần thiết trên người, nhảy xuống con sông, quần đục con sông này thì mấy người đưa một cái xác lên bờ. Đó là con Nguyệt. Cái xác trương phình nhợt nhạt nhìn mà ghê tởm lợn. Hình như chết lâu rồi hay sao ấy. Vài chỗ bị nham nhở do tác động của các con vật như cá, tôm vân vân và mây mây. Bà lúc này thực sự tin con mình đã chết, chứ không còn sống như bà thường nghĩ. Ôm con khóc lóc thảm thiết khiến cho mọi người ở làng đấy phải ra xem. Bà vừa khóc vừa ôm Huyền vào lòng. Bà Oanh hét lên, tại sao con tôi lại ra nông nổi này? Ông trời sao ông bất công quá? Con ăn ở hiền lành mà ông đối xử với con như thế à? Trời ơi! Sau câu nói ấy, bà khóc nói với con, mẹ thương con quá, nếu mà con không bỏ đi, thì giờ này con vẫn ở bên mẹ để chở che cho. Con đi rồi thì mẹ biết sống sao đây? Vừa nói bà vừa ôm vào lòng Nguyệt, mà tâm hồn không khỏi thanh thản. Làng lang thang được một phen rì rầm bàn tán. Bà nhờ mọi người đưa xác về nơi con Nguyệt sinh ra. Một ngày sau cái xác cũng về đến làng Yên Bình, di chuyển cũng khá xa cách. Trời nhiều khó khăn, cuối cùng đã đưa cái xác về được quê nhà. Cả làng nghe tin lại náo loạn lên. Cái xác được đưa về bằng phương tiện xe công nông. Đang uống ngụm trà, ông Mạnh thấy chiếc xe công nông đang lăn bánh vào trong nhà ông. Trên đó có người quen quen, nhận ra chạy ra đó hỏi, có chuyện gì mà có cả công nông về thế bà? Hay là bà mua tặng tôi? Ông vẫn còn đùa được. Chịu thật đấy. Bà nói, con Nguyệt chết rồi, chết thật rồi. Nó bị người ta giết hại ném xác xuống sông. Không biết đứa nào độc ác thế hả? Tao nguyền rủa suốt đời suốt kiếp chết không toàn thây, không được đầu thai chuyển kiếp. Ông Mạnh há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Chạy ra chỗ xe công nông, nhìn thấy con Nguyệt xác trương phình trông ghê sợ, ông rớm rớm nước mắt. Không chịu nổi òa khóc. Lúc này ông mới nghĩ lại lúc tát cô. Trời ơi, tại sao lúc ấy lại tát con để rồi ra nông nỗi vậy? Con ơi, là con ơi. Dựng tre phong bạt, đơn giản. Đồ đạc thô sơ không có dựng rạp bằng sắt như bây giờ. Toàn lấy cây bương, cây tre đào hố rồi dựng lên. Đám ma là phải có trống kèn. Không có, thì nó cứ sao sao. Biệt đội trống kèn được người ta yêu thích nhất trong làng Yên Bình. Họ thổi nhiệt tình không lờ đờ như ngày nay. Tiếng trống kèn vang lên, hòa cùng nỗi đau và tiếng khóc, khiến cho mọi người cũng không dám ở trong đám ma, mà đi ra ngoài đứng nhìn nhau. Đám ma kìn kìn người ra kẻ vào đông nghịt, không có chỗ thừa nào.
gục cạnh bên quan tài mắt lờ đờ đang thiếu ngủ. Ông bảo, bà vào nghỉ đi. Khóc suốt rồi. Bà im lặng. Đêm đó, mọi người phải bàng hoàng nhộn nhịp hết lên. Khi thấy có con chim từ đâu bay vào đậu, vào nắp quan, mọi người đuổi không đi. Đành đập chết, rồi một ông cụ tóc đã bạc nói. Sao chúng mày lại đập nó? Những hiện tượng như thế là liên quan đến tâm linh, mà con chim này thường. Mà như thế là do vong hồn nhập vào về thăm gia đình, hay thế nào đấy. Không tự nhiên mà xảy ra những hiện tượng ấy đâu. Hiếm hoi lắm, chúng mày cẩn thận không bị chết đấy. Chúng nó mặt tái như đít nhái sau khi nghe ông cụ phọt ra những câu từ như thế. Vài đứa còn cười tươi như bông hoa mới nở. Nó nghĩ là ông cụ đùa không để ý lắm. Cứ thế thời gian trôi qua nhanh, đến lúc tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc bê chiếc quan tài ra, nó bỗng chốc nặng trông thấy. Nhấc kiểu nào cũng không nhúc nhích gì. Ông cụ hôm qua nói, làm lễ ngay đi, mới được. Mọi người phải nghe theo, vì ông cụ này là người kinh nghiệm về tâm linh. Những lời nói ra luôn đúng, được mọi người tôn trọng, coi như là một người thầy. Nhưng ông này không thích được coi là thầy cho lắm. Người đứng ra làm lễ là ông cụ đó. Ông đi quanh quan tài nhảy múa không ngớt. Mọi người trố mắt nhìn chằm chằm, vài người có chút xì xào với nhau. Thầy này nhảy như nhảy đám cưới ấy nhỉ? À, đúng rồi. Mày có nhớ điệu nhảy Modern Talking không? Có một người nói, có chứ, quay lại. Ông lẩm nhẩm trong miệng rì rầm. Tuổi đã yếu, ông cụ nhảy múa một lúc cũng đã ngừng mồ hôi thành dòng chảy xuống. Nếu mà thêm mấy hành động khéo, ông lên bàn thờ ăn chuối cả nải. Ông cụ ra hiệu. Đoàn người khênh cái quan tài lên thì nó không nặng nữa, nhấc lên dễ dàng. Tiếng kèn trống vang vọng nửa con đường làng, cùng đó là những nắm gạo quải dọc đường và vàng mã. Mỗi nơi phong tục khác nhau, không nơi nào giống nhau cả. Đi hơn độ 20 phút cũng đến khu nghĩa địa làng. Ngay lúc chôn xác trời nổi gió mạnh, bao người có mặt bị thổi bay mũ, trời âm u đen như buổi tối. Còn có thêm sét nữa. Nhanh chóng hạ huyệt, hàng tá người đi ra khỏi nghĩa địa. Trời sáng lại không có âm u như lúc nãy nữa. Bà Oanh như người mất hồn, ngơ ngẩn từ lúc hay tin Nguyệt mất. Nỗi đau này không một ai thấu hiểu. Con Nguyệt mấy ngày nào giờ đây đã chết rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh, không một ai lường trước được. Ông Mạnh ngủ gật trên bàn uống nước. Ông mơ thấy con Nguyệt về. Nó quỳ xuống xin lỗi ông. Con bất hiếu không nghe lời bố mẹ, cãi cha mẹ để giờ khổ. Những người làm cha làm mẹ, nỗi đau mất mát đứa con này thật là hư. Con về đây để xin lỗi bố ạ. Sau là gửi lời thăm hỏi đến mẹ. Ông Mạnh nói trong giấc mơ. Thôi con ạ, chuyện đã thế rồi thì biết làm thế nào. Đang mơ như kiểu là ông Mạnh nói ấy. Nguyệt khóc sụt sịt, sau đó bóng dáng biến mất. Ông chợt tỉnh mồ hôi mồ kê chảy ướt đẫm áo. Ông nghĩ lại giấc mơ ấy khá lâu, ngủ thiếp đi trên bàn, uống nước lúc nào không hay. Bình minh đã lên cùng với đó là tiếng cười nói to khiến ông Mạnh mở mắt. Ông thấy bà Oanh đang nhảy múa không ngừng la hét, còn làm nhảm như người tâm thần. Ông Mạnh gọi, bà ơi, quay lại thấy ông bà te tửng như trẻ con nói với ông. Ông là ai thế? Ông Mạnh nghĩ, vợ mình sao lại thành ra như thế này rồi? Ông hốt hoảng, không biết làm thế nào, thì một tiếng đập cái cốc vào đầu ông, khiến ông bất tỉnh. Khoảng nửa ngày ông tỉnh dậy đầu đau như cắt nhìn xung quanh mọi thứ bừa bộn. Bà Oanh thì biến mất, bà bây giờ bị điên rồi. Ông cố đứng dậy bước đi ra khỏi cửa dần, tiến bước đi trên con đường làng, hỏi ai cũng không thấy. Ông tìm kiếm suốt hàng tiếng đồng hồ, không thấy gì. Cho đến trưa hôm sau, ông thấy một bóng người đang nằm bất tỉnh ở nghĩa địa, nhìn xa, thấy một hình bóng dáng thân thuộc bà Oanh đây rồi. Tiếng nói có vẻ đang vui mừng. Chạy lại thấy bà nằm bê bết quần áo dính đầy bùn đất, nằm cạnh bên một ngôi mả, đào mắt sang nhìn thấy, đây là mộ con Nguyệt ông nghĩ. Chắc bà nhớ nó quá, nên mới ra đây ngủ. Ông tác động nhẹ vào người bà Oanh. Bà Oanh mở mắt lại kêu lên điên dại. Đang định chạy thì ông nắm chặt tay bà, khiến bà không chạy được. Bà giãy giụa như trẻ con. Ông khuyên nói cái gì bà lại nom nót nghe theo ông về nhà. Con Nguyệt chết do bị người ta giết hại, mà người giết hại đó là Khôi. Một người ăn chơi máu gái, hay gọi cách khác là ham gái, có địa vị ở làng lang thang. Anh vô tình gặp cô khi cô đi với bạn bè hai người trao ánh mắt về phía nhau. Từ đó cô và Khôi nên duyên với nhau. Họ thường rủ nhau đi chơi xuyên đêm. Lúc thì hẹn nhau ra bờ sông, tâm sự ngắm cảnh. Lúc thì những bụi chuối trong làng, những lời nói ngon ngọt của Khôi khiến cô càng say đắm hơn. Vào một buổi tối, như thường lệ,
Cô hẹn anh ta ra bờ sông Lô, quen thuộc ở làng lang thang ấy, để nói chuyện linh tinh. Sau một hồi, anh ta bắt đầu có hành động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô. Dù hư hỏng, nhưng cô không thể làm thế được. Anh ta nói thầm vào tai. Cho anh đi, dù gì, chúng mình đã quen nhau khá lâu rồi. Cũng phải có chuyển biến một tí chứ. Nguyệt đáp. Chuyện này tính sau được không anh? Giờ chưa phải lúc. Khôi hỏi. Sao thế? Nguyệt ấp úng. Khôi nói. Đi mà cho anh đi, anh sẽ nhẹ nhàng. Hắn đẩy Nguyệt nằm xuống bên cạnh bờ sông, giữa thanh thiên bạch nhật hai người dám làm chuyện bậy bạ. Khi mọi việc xong xuôi, Khôi như thỏa mãn, Nguyệt níu tay anh nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Sẽ lấy em chứ? Anh hất tay Nguyệt ra nói bằng cái giọng cộc cằn. Không đời nào, người phụ nữ ăn chơi cặp kè như cô sao mà lấy được. Một lúc bao nhiêu người động chạm vào, mơ đi chỉ là chơi vui thôi. Nguyệt chỉ vào mặt Khôi. Đồ khốn nạn, đồ tồi, loại súc vật. Nguyệt lấy viên đá ném vào mặt Khôi. Anh tỏ ra đau đớn, vẻ mặt hầm hầm, tiến lại đưa tay bóp cổ cô nói. Con này mày dám ném tao à? Hôm nay mày phải chết. Hắn nghiến răng trợn mắt bóp chặt cổ Nguyệt. Chưa được 2 phút, cô dần mất đi ý thức và bước vào thế giới ngủ mãi mãi. Nguyệt ngã xuống đất, Khôi bỏ ra thấy cô nhắm mở mắt trợn trừng. Anh hốt hoảng. Lay dậy, không có chút phản ứng gì. Đưa ngón tay lên mũi, không có một hơi thở nào thở vào ngón tay anh bật ngửa. Anh để ý xung quanh, không có ai, hắn vuốt mắt Nguyệt xong nói. Là do cô đã làm tôi tức giận để ra nông nỗi này, tôi không muốn giết cô đâu, nhưng vì cô đã làm tôi không kiểm soát được. Đừng về tìm tôi trả thù nhé. Dứt câu hắn kéo xác ném ra con sông Lô ấy, và xác đã kẹt vào trong một hốc đá, vội vã không để một dấu vết gì. Bóng anh mất hút sau hàng cây. Từ lúc giết Nguyệt về, anh cứ mơ mộng linh tinh. Anh mơ thấy cô về đòi mạng anh. Anh đã đi tìm một thầy Pháp để thỉnh lá bùa về. Anh di chuyển gần nửa tiếng, đứng trước một ngôi nhà hai gian nhỏ chật hẹp. Anh gõ cửa. Có ai không? Một người đàn ông rau quai nón rậm rạp bước ra. 40 tuổi là cùng thôi. Tiếng nói cất lên. Cậu định thỉnh bùa à? Hắn trả lời. Dạ đúng rồi, vào đi. Tôi chỉ có bùa để đeo chống những thế giới tâm linh, những vong hồn và tà khí để không cho quấy phá thôi. Tôi không có loại bùa nào khác. Khôi nói. Dạ cũng được ạ. Người đàn ông làm phép yểm lên lá bùa xong đưa cho anh ta dặn. Anh giữ trên người thì nó sẽ bảo vệ được anh. Nếu anh không giữ bên người thì không bảo vệ được anh đâu. Hắn gật đầu cảm ơn. Sau đó lôi ra một sập tiền đưa cho ông người đàn ông kia. Quả nhiên nó rất hiệu nghiệm. Từ hôm anh thỉnh về, không còn hay mơ mộng gì nữa, cũng không thấy Nguyệt về quấy phá. Tưởng đã yên nhưng không. Ai làm tội ác gì đều phải trả giá, không cứ nhởn nhơ thế được. Trong một hôm, anh đi chơi uống rượu về khuya, một mình đi siêu vẹo trên con đường làng cái lá bùa. Anh thỉnh đã quên ở nhà, cũng cùng ngay giây phút này, anh phải trả giá cho tội ác mình gây nên. Trong người đang có hơi men, anh thấy mờ mờ ảo ảo, trước mặt mình, có một cô gái mặc áo trắng, ngồi khóc đầu tóc, thì không buộc xòa xuống, che đi khuôn mặt. Nhìn cứ có cảm giác ớn lạnh. Tính máu gái lại nổi lên, anh ta bước gần đến chỗ cô gái đang khóc. Anh ngồi xuống nắm vào tay cô, một cảm giác lạnh truyền từ cô gái sang anh, khiến anh phải rút tay lại. Không để ý gì, anh cười xong nói. Cô em đêm không về mà làm gì ở đây thế? Cái bóng dáng kia không nói câu gì, nhận lại từ câu nói của anh chỉ có tiếng khóc. Nhìn em ngon thế, tiếng của hắn cất lên lần nữa. Hắn mắt đảo khắp người cô gái kia, rồi nói, em ngẩng mặt lên cho anh xem nào. Tự dưng lời nói của anh trước cô gái kia đã được phản hồi. Cô gái ngước lên ngay lập tức, hắn phải há hốc mồm. Trước mắt anh là một khuôn mặt nhăm nhở dòi bọ, lúc nhúc lộ chỗ kinh hãi đỉnh điểm sợ sệt. Đó là Nguyệt. Anh hét lên, quay đầu bỏ chạy. Cùng đó một tiếng cười phát ra thật kinh hãi. Sau tiếng cười kèm theo tiếng nói. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Lúc này Khôi như bay hơi men cắm đầu cắm cổ chạy như bay. Anh tưởng đã thoát. Bỗng anh thấy bóng dáng đứng trước mặt anh chưa kịp làm gì. Cái bóng đã lao vào bóp cổ, nhấc bổng lên cao. Cái bóng người bẻ gãy cổ, những giọt máu đang dần rơi xuống, khiến anh chết ngay lập tức. Tiếng cười kinh dị lại một lần nữa vang lên. Thế là cô đã trả được thù rồi. Sau hôm đó, làng lang thang nhộn nhịp một phen. Hàng đống người có mặt ở gần con sông Lô, cách khoảng 3-4 km. Có một cái xác chết không rõ nguyên nhân. Xác đầu gần lìa khỏi cổ, và một vũng máu đẫm bên cạnh. Đó là Khôi đấy, là cái giá mà anh phải trả cho tội lỗi của mình.
Còn ông Mạnh, từ lúc bà Oanh bị thần kinh, ông phải rất vất vả, ngày phải trông nom kỹ sơ hở là bà luồn đi lúc nào không biết. Trong một đêm nọ, ông nằm mơ thấy bóng dáng quen thuộc đứng nhìn mình từ ngoài cổng. Một tiếng nói mang màu âm u: "Con xin lỗi bố mẹ, đã không nghe lời để xảy ra cái cớ sự này, quả là người con bất hiếu. Nay con về đây lần nữa để xin lỗi, mong bố tha thứ cho con." Một lần nữa, Nguyệt hiện hồn về. Ông Mạnh dìu Huyền trong mơ rồi nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, không biết phải làm sao, bố cũng không mong muốn xảy ra chuyện đấy, nhưng vì một phần cũng do bố không dạy con cái tử tế, giá như lúc con bỏ đi bố níu con lại để không xảy ra sự việc này." "Ba không trách con đâu." Nguyệt lên tiếng: "Bố mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, con phải đi rồi." Cái bóng đó mất hút trông thấy cũng là lúc ông thức giấc nghĩ lại giấc mơ ấy. Báng đi vài năm sau, bà Oanh đã ổn định hơn, không còn rồ dại nữa. Vì ông đã đưa đi chữa trị cũng đã khỏi. Trong đó cũng có chút phép màu đối với bà Oanh, cuộc sống thui thủi, chết lúc nào không hay của ông bà mãi về sau. Tập truyện hôm nay tới đây là hết. Đừng quên ấn like cũng như để lại một bình luận để mọi người cùng biết nhé. Nhớ ấn đăng ký kênh YouTube này để đón xem video mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.